thảo luận ở hội trường về dự án luật địa chất và khoáng sản. Tại hội trường chiều ngày 28 tháng 6, các đại biểu thống nhất tờ trình của Chính phủ và báo cáo của cơ quan thẩm tra về sự cần thiết ban hành luật địa chất và khoáng sản và tên gọi này là phù hợp. Các ý kiến khẳng định, tài nguyên địa chất khoáng sản là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, là nguồn lực của quốc gia nên cần phải quy hoạch, thăm dò, khai thác bền vững, tiết kiệm, dự trữ quản lý chặt chẽ vì nguồn lực này là hữu hạn. Về phân loại nhóm khoáng sản, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đồng Tháp, đồng tình phân loại thành 4 nhóm như dự thảo. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị nghiên cứu loại khoáng sản nhóm 3 và 4, có những loại lẫn lộn nhau thuộc khoáng sản thông thường, vật liệu xây lắp nên khó xác định thuộc nhóm khoáng sản nào, nhóm 3, nhóm 4, dẫn đến việc sử dụng khai thác, thuế tài nguyên chưa hợp lý, cân bằng, gây chồng chéo thẩm quyền quy hoạch khoáng sản, ảnh hưởng đến dự trữ tài nguyên quốc gia, tạo khoảng trống pháp lý có thể sai phạm, thất thoát lãng phí. Về quyền lợi trách nhiệm của địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình, cá nhân nơi có tài nguyên, đại biểu đề nghị có quy định cụ thể rõ ràng hơn về quản lý nhà nước trên địa bàn và được điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, tránh cơ chế xin cho. Đầu tiên chúng tôi xin mời địa bàn liên tỉnh có cùng khoáng sản như nhau được khai thác cùng tổ chức doanh nghiệp, riêng cộng đồng dân cư, người dân trách nhiệm ra sao cũng nên đề cập đến địa chất khoáng sản là tài nguyên quốc gia nhưng có thể nằm trên đất của người dân được cấp chủ quyền sử dụng đất thì quyền lợi được hưởng ra sao cũng phải đề cập đến, tránh mất quyền lợi dẫn đến khiếu kiện. Phân tích về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, có ý kiến cho rằng theo quy định hiện hành, các khu vực khoáng sản đã được cấp giấy phép thăm dò hoặc giấy phép khai thác khoáng sản sẽ không phải đấu giá quyền khai thác. Vì vậy quy định như vậy là có lý có tình, có trước có sau, nhất là trong điều kiện thăm dò khoáng sản hết sức khó khăn trước đây. Đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đặt câu hỏi, các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước đã thăm dò xong, có giấy phép khai thác nhưng không tự triển khai các dự án khai thác được do nhiều nguyên nhân, thì có thể thực hiện việc đấu giá các mỏ này để quy động các nguồn lực xã hội vào khai thác không? Với trường hợp này, có rất nhiều tình huống cần được lưu ý và quy định chặt chẽ để tránh tiêu cực. Ví dụ, doanh nghiệp không tự triển khai các dự án khai thác nhưng có thể dùng quyền khai thác để liên doanh liên kết góp vốn đầu tư với doanh nghiệp khác để triển khai khai thác. Theo tôi, đây là cách làm đúng, mở hướng ra cho doanh nghiệp và huy động được nguồn lực xã hội vào khai thác và chế biến khoáng sản. Thế nhưng, như vậy thì doanh nghiệp khác sẽ không cần đấu giá mà vẫn đương nhiên được khai thác. Với trường hợp này, một lần nữa tôi cho rằng cần phải định giá quyền khai thác khoáng sản khi đưa vào góp vốn để tránh thất thoát tài sản của nhà nước. Trước đó, với 463 trên 464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,27% tổng số đại biểu Quốc hội, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ đã được Quốc hội thông qua.